Quick TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 30 tháng 10 năm 1960 là ngày sinh của Diego Armando Maradona, cầu thủ bóng đá người Argentina. Ông là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, là một tài năng trời phú. Maradona được đặt cho biệt danh là cậu bé vàng, cái tên gắn liền với ông trong suốt sự nghiệp. Cũng vào ngày này năm 1981 là ngày sinh của Ivanka Trump, người mẫu và nữ doanh nhân người Mỹ. Cô là con thứ hai của Tổng thống Trump và người vợ đầu Ivana. Ngày 30 tháng 10 năm 1996 cũng là ngày sinh của Devin Booker. Anh là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ đang thi đấu cho đội Phoenix Suns. Ngày mất của ai? Ngày 30 tháng 10 năm 2017 là ngày mất của Kim Jo-hyuk, nam diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các vai diễn trong các phim điện ảnh như My Wife Got Married, Người Hầu và Yourself and Your. Cũng vào ngày này năm 2018 là ngày mất của Kim Dung. Ông là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo. Từ năm 1955 đến năm 1972, ông đã viết tổng cộng 14 cuốn tiểu thuyết và một truyện ngắn. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được xem là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất lịch sử. Các tác phẩm của ông đã đến tay độc giả của Trung Hoa Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan, Châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Ngoài ra còn chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử. Sự kiện. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, thành lập tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Cũng vào ngày này năm 1973, cầu Bosphorus tại Istanbul hoàn thành, trở thành cái cầu thứ hai kết nối châu Á và châu Âu qua eo biển Bosphor thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.